lên, vẫn lên. Trọng tài sân số 5, trọng tài Chí Quỳnh. Với Quỳnh sang sân số 3 để đặt số. Đồng chí Quỳnh sang sân số 3 để đặt số. Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu tứ kết của giải cầu lông thị xã Đông Triều tranh cúp thành công mở rộng. Giải đấu nhất đôi nam lên đến 5.000 đô la. Trận đấu đang được bắt đầu, trận đấu phía gần màn hình cặp đôi đương kim vô địch. Cặp đôi Hoàng Anh Lâm đến từ câu bộ Thành Công Mạo Khê và đối thủ của họ là cặp đôi rất nặng ký Ngọc Triệu và Mạnh Thắng đến từ câu bộ Agribank Thủ Đô. Câu bộ Thành Công Mạo Khê và Agribank chi nhánh Thủ Đô chính là hai tài trợ, nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này. Đôi nam nữ mở rộng giải mai đoàn kết cặp. Nội dung đôi nam nữ mở rộng là trận thi đấu cuối cùng, nội dung mở rộng buổi tối ngày hôm nay. Trước chúng tôi xin thông báo. Trọng tài sân số 5, trọng tài Chí Quỳnh. Với Quỳnh sang sân số 3 để đặt số. Trọng tài Quỳnh sang sân số 3 để đặt số. Qua cầu.
Còn ở trước chúng tôi xin thông báo để đảm bảo thời gian thi đấu cho ngày mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên sân số 2, đôi nam nữ tứ kết 3.